Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhưubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào luôn cho anh em. Tôi là Tiến chào anh em. Tôi Mạnh chào anh em. Tôi là Trà chào cho anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay mình lại tiếp tục để anh em chơi gọi là series thử thách thi ăn nha các bạn nha. Thì hôm trước ấy là Đôn Trà đã giành chiến thắng ở cái màn thi gọi là ăn mì cay cấp độ 10 rồi các bạn ạ. Và Đôn Trà gọi là thắng liên tục luôn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục để anh em thi tiếp. Thì ở đây ấy, thì ở trên tay anh em là hiện tại là mỗi anh em hiện tại là 3 suất gọi là bún đậu mắm tôm. Nhưng mà mình bày ra một cái đĩa to này để cho anh em gọi là tiện hơn trong việc ăn nha các bạn nhà. Để tí đó để xem anh em nào ăn hết nhanh nhất thì sẽ nhận được tiền thưởng là 3 triệu nha các bạn nhà. Đó. Thì ở đây ấy, bún đậu mắm tôm ở đây gồm có bún này các bạn này, đậu này, cái này là chả cốm, giò, hình như là giò các bạn ạ, chân giò, rồi sụn, nem, nem các bạn ạ. Thì mình đã chia tất cả đồng đều đây rồi, anh em có cần phải kiểm tra lại cái sự đồng đều của ba cái đĩa này không? Ôi trời, ba một hộp nó có suất rồi anh ạ. Đó, nói chung là cái định lượng của người ta đã có sẵn rồi các bạn ạ. Thì bây giờ ấy, mình đã bày ra cho anh em đây rồi, bây giờ anh em chỉ việc vào vị trí và làm sao tiếp nhận cái thử thách này để thi ăn. Nếu anh em nào ăn hết trước ở trên đĩa mà không còn cái gì thì anh em sẽ giành chiến thắng và mang về tiền thưởng là 3 triệu. Anh em đã hiểu chưa? Rồi, anh em đã sẵn sàng với thử thách thi ăn này chưa? Đó các bạn ạ, anh em đã tiếp nhận gọi là thử thách thi ăn bún đậu mắm tôm một suất to như này, gọi là 3 suất trụm lại lên một suất to nha các bạn nha. Đó, rất là to, rất là nhiều. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ để cho anh em bước vào tiếp nhận thử thách thi ăn này luôn nha các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh ủng hộ như mình nhá. Trước khi mà để anh em thực hiện thử thách thi ăn ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một con game vừa chơi giải trí vừa có thể kiếm được tiền nha anh em nhá. Đó chính là con game Erwin. Thì ở đây là mình sẽ hướng dẫn anh em tải trước, anh em sẽ nhấn vào cái link mình đặt ở dưới phần mô tả và bình luận này, anh em sẽ nhấn vào tải xuống ngay này. Đó, anh em nhấn vào cho phép này. Anh em cho phép tiếp và anh em nhấn vào phần cài đặt này. Anh em nhấn cài đặt rồi anh em nhập mật khẩu máy của mình về là tải và cài đặt được con game Erwin này nhá. Ở đây thì mình đã tải và đăng nhập tài khoản của mình vào rồi. Tài khoản của mình hiện tại đang có hơn 11 triệu nha anh em nhá. Trong này thì có rất là nhiều những con game khác nhau, anh em có thể chọn con game mà anh em yêu thích. Ở trong con game Erwin này thì sẽ có rất là nhiều sự kiện khác nhau, ví dụ như vòng quay là anh em sẽ thấy là có vòng quay vàng này, vòng quay bạc và vòng quay kim cương nha anh em nhá. Phần sự kiện ấy thì hàng ngày anh em có thể vào anh em báo danh và nhận tiền hàng ngày để anh em có tiền để trải nghiệm con game Erwin này nha. Bây giờ mình sẽ nhấn nhận thử này. Đó, mình nhận tiền báo danh hàng ngày rồi nha anh em nha. Anh em cũng có thể chia sẻ lên Facebook để nhận xu mỗi ngày nha anh em nha. Gift code ấy thì anh em chỉ cần tải game và đăng ký thành công ấy thì anh em sẽ nhận được một gift code trị giá 20.000 để anh em có thể tham gia và trải nghiệm con game Erwin này nha anh em nha. Phần lạp tiền ấy thì anh em sẽ thấy là có rất là nhiều cổng lạp khác nhau, cổng lạp siêu tốc, thẻ cào, Momo, Zalo, Viettel, những rất là nhiều luôn, anh em rất là dễ dàng trong cái khoản cổng lạp nha anh em nha. Phần rút tiền ấy thì anh em sẽ vào anh em nhập số tài khoản và ngân hàng của mình vào và anh em rút tiền nha anh em nha. Thì đây là cái lịch sử mà mình đã rút tiền thành công rất là nhiều rồi nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ kiếm một trò mà mình yêu thích để mình chơi cho anh em xem thử nha. Bây giờ mình sẽ chơi trò long hổ đi. Đó, thì đợi thời gian đếm ngược nha. Mình thích long nên là mình sẽ đặt cược long 100k và đợi thời gian đếm ngược xem là long hay hổ sẽ thắng nha. Thường thì mình thấy là long sẽ thắng nhiều hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Đó, vậy là mình đã đặt long và đã chiến thắng được 97k tiền đây rồi nha anh em nha. Vừa rồi thì mình đã chơi thử một trò yêu thích của mình rồi và cũng đã kiếm được tiền rồi. Thì ở bên ngoài đấy còn rất là nhiều trò chơi vừa giải trí vừa có thể kiếm được tiền. Nên anh em nào mà cũng muốn vừa chơi game giải trí vừa có thể kiếm được tiền ấy thì mình sẽ đặt link tải con game Erwin này ở dưới phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha. Anh em chỉ việc nhấn vào và là tải game và đăng ký thành công là sẽ có thể trải nghiệm con game Erwin này. Chúc anh em sẽ kiếm được nhiều tiền từ con game Erwin này nha. Nhắc đến bún đậu mắm tôm ấy các bạn thì không thể thiếu mắm tôm được. Thì ở đây đã có mắm tôm đây rồi. Bây giờ anh em sẽ chuẩn bị vắt quả tắc này vào để anh em đánh bọt nó lên. Nói chung là để cho nó dậy mùi, nó tăng thêm hương vị ấy các bạn ạ. Đó, nhìn như này thôi, cái suất này rất là nhiều nha các bạn nha. Để xem hôm nay anh em nào sẽ tự tin giành chiến thắng à. Nào, ba thằng hỏi thật là hôm nay thằng nào tự tin giành chiến thắng ơi? Mạnh lại thế. Tại Đôn Trà con ạ. Đôn Trà là ngồi cái vị trí này, Đôn Trà bảo là ngồi chỗ này phong thủy nên là hay thắng, để xem hôm nay có đúng là vào cái rớt đó không nha các bạn nha. Đó, anh em mà đánh xong là anh em sẽ sẵn sàng, khi mà anh em sẵn sàng thì anh em hãy hô lên một câu nhá.
Thử mắm à? Rồi, mùi mắm tôm dậy mùi luôn các bạn ạ. Nói chung là cái mùi mắm tôm này ấy, đến ruồi còn thích, không đến nói đến ai nhà mình nha các bạn nhá. Khi mà chén bê mắm tôm đến là ruồi nhặng những thứ là từ đâu bay đến rất là nhiều các bạn ạ. Ngon đấy. Nào, được chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi. Nào, đây nha các bạn nha, tiền thưởng đây rồi. Đó. Đây anh em cứ xem hộ mình xem mà có series của ngày hôm qua không nha anh em nhá. Không anh em lại bảo là toàn series của ngày hôm qua nào là anh nhà mình cứ quay xong anh nhà mình lại đòi lại tiền ấy, nào. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Ba làng. Thử thách thi ăn bún đậu mắm tôm. Anh em nào ăn hết trước sẽ nhận tiền thưởng 3 triệu. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Đó các bạn ạ. Cuộc thi này thì không có đong đếm cân đo gì nữa rồi. Mà bây giờ là chỉ việc là anh em ăn hết cái suất của mình ở trên cái đĩa thôi là anh em sẽ chiến thắng nha các bạn nha. Nói chung mà cũng khá là nhiều đấy. Đó, anh em nào mà có xem được những clip này của mình ấy, thì anh em mà thấy hay anh em cứ ủng hộ anh em bằng cách là chia sẻ thật là nhiều vào để anh em mình có thêm động lực, anh em mình sẽ ra những clip thử thách thi ăn nhiều hơn nha các bạn nha. Anh em nghĩ là dễ ăn nhưng mà thực sự là mình thấy Mạnh ăn đến cái miếng thứ mấy mà đã đang kiểu nghẹn nghẹn rồi sao ấy. À, nghe rồi. À mình mới biết thêm một tin đấy, đó chính là Đôn Chè thắng vài cuộc thi phát là đổi điện thoại mới luôn rồi các bạn ạ. Thế mà mọi người cứ bảo là mình thu lại tiền thì không biết là Đôn Chè lấy tiền ở đâu để mua điện thoại mới nào. Đang từ iPhone 6 nhỉ? Phát lên là iPhone 12. iPhone 5. À, iPhone 5 à? Từ iPhone 5 nha các bạn nhá. Thắng cuộc thi cái là đổi điện thoại luôn. Tí Đôn Chè sẽ gọi là khoe cái gọi là cái thành quả của mình khi mà trong những cuộc thử thách khi ăn mà mình chiến thắng và bây giờ đem lại cho mình cái gì nhá. Vừa ăn vừa đưa đây xem là để cho mọi người xem ngay xem nào. Đó đây nha các bạn nha. Mới đây. Mới luôn nha các bạn nha. Mình đang dùng iPhone 4 rồi. Anh em mà theo dõi video của mình nhiều thì lúc nào mà Đôn Chè mà chẳng may gọi là để lộ ra cái điện thoại ấy thì là sẽ kiểu chỉ có cái con iPhone 5 hay iPhone 6 màu hường ấy các bạn ạ. Nói chung là cái camera của nó nhỏ xíu bằng đầu tăm này này. Nhưng mà bây giờ là Đôn Chè đã có tiền để đổi đời điện thoại là các bạn đã biết là sau những cố gắng của Đôn Chè đã thu được cái thành quả như nào nha các bạn nha. Nói chung là mình thì cũng rất là thích ăn bún đậu mắm tôm nhưng mà để mà ăn nhiều như này mà lo quá thì chắc là mình cũng không cố được. Nhưng mà đây là trong cuộc thử thách, mình đem lại thử thách cho anh em và mình bỏ tiền ra để anh em nào ăn nhanh hết thì anh em sẽ nhận được tiền đấy. Mình thì mình thấy kiểu anh em ăn mấy miếng đầu thì cũng hơi hơi nhanh nhưng mà cũng không được nhanh bằng những cái món khác ấy các bạn ạ. Đúng không? Nghiện anh ạ. Cái món này như là nó hơi khô các bạn ạ. May quá là có chút bún đậu quên cái mắm tôm bự đứt nha các bạn nhỉ. Với cả nó đậm đậm một xíu nên anh em dễ ăn hơn đấy. Mình thấy Mạnh vẫn bún hơn anh em rồi nha các bạn nha. Tiến hôm nay ăn cái này món này có thấy dai không em? Không mặn lắm, tất cả là mặn đấy. Hôm nay em tự tin bao nhiêu phần trăm em chiến thắng này? Ui, 100% luôn. 100% các bạn ạ. Nhẹ nhẹ các bạn. Đi xấu thôi. Nhưng mà em nghĩ là khi mà em chiến thắng được 100% thì em phải chắc chắn em loại được hai đối thủ đáng gờm ở bên cạnh luôn. Nó chúc bước hôm qua. Ở đây. Rất là nhiều những clip khác ấy thì mình thực sự là mình đã giải thích cho anh em hiểu rồi nhưng mà rất là nhiều anh em kiểu mình không thể làm vừa lòng tất cả anh em được đấy.
trong cuộc thi thì mình đã chia đều ra như thế này rồi mà mọi người cứ bảo là đun chè nhường với cả không. Thực sự là có hôm anh em có thể ăn được, có hôm không các bạn ạ. Chứ không phải là hôm nào cũng có thể ăn được rất là nhiều như thế này. Đây nha các bạn nha. Mình thấy Mạnh chỉ còn vài miếng bún ở trên đĩa thôi. Tiến với cả Chiều thì còn nhiều hơn. Chắc là mình nghĩ là Tiến và Chiều hôm nay ăn topping trước nha các bạn nha. Mạnh thì chọn ăn bún trước. Hôm nay mình thấy Tiến rất là tự tin để giành chiến thắng bởi vì Tiến mới có thắng được 1-2 trận gì đấy các bạn ạ. Đúng rồi, anh ạ. Hôm nay mà em không thắng thì ngày mai vẫn chưa biết các bạn ạ. Chung mà Tiến mà thắng được thì cũng phải vượt qua Mạnh vừa đun chè, cũng không phải đơn giản nha các bạn nha. Hai thằng này ăn nó cũng không phải dạng vừa luôn đấy, nhất là đun chè ấy các bạn ạ. Đun chè ăn thì mọi người nhìn, mọi người sẽ thấy trước giờ thấy đun chè ăn phát khiếp như nào nha các bạn nha. Đun chè thuộc dạng gọi là thánh ăn của team anh em mình nha các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, vậy là sau khoảng độ hơn chục phút anh em nhận thử thách thi ăn đĩa bún đậu mắm tôm khổng lồ ấy các bạn ạ. Hiện tại là trên đĩa của Mạnh còn một miếng bún và 1-2 miếng topping nha các bạn nha. Đồn chè thì cũng vậy luôn, đồn chè đang tăng tốc nhưng mình thấy còn 4 miếng bún và vài miếng topping nữa. Tiến thì cũng xem như vậy các bạn ạ, nhưng mà không biết là trong 1-2 phút tới đây thì anh em nào sẽ là bứt tốc để có thể giành chiến thắng nha các bạn nha. Ví dụ như đôn chè như kia thì mình nghĩ là bứt tốc rất là dễ này. Bởi vì mình thấy là Mạnh đang ở trong miệng rất là nhiều, đôn chè thì miệng nhỏ hơn nên là mình nghĩ là đôn chè bứt tốc rất là dễ, dễ hơn Tiến bởi vì Tiến trong miệng cũng còn rất là nhiều và trên đĩa còn cũng khá là nhiều hơn anh em nha các bạn nha. Với hiện tại thì mình thấy là Mạnh chỉ còn 2 miếng bún nữa thôi. 2 cục bún nữa là Mạnh sẽ chiến thắng này các bạn này. Nói chung là ăn hết cái đĩa này là mình thấy là anh em cũng no rồi các bạn ạ. Nào, đôn chè chuẩn bị bứt tốc rồi các bạn ạ. Rồi, đôn chè chuẩn bị bứt tốc các bạn ạ. Đó, gần đuổi kịp Mạnh luôn rồi các bạn ạ. Tiếp tục. Rồi. Nói chung là đến giây phút này là cảm thấy rất là cam go rồi các bạn ạ. Không biết là anh em nào sẽ giành chiến thắng đây. Đó. Nói chung là Mạnh chỉ ít hơn đun chè một xíu thôi, nhưng mà hai anh em cũng đều trong miệng còn rất là nhiều nên là chưa thể nuốt ngay được. Rồi, Mạnh bứt tốc và đã cầm miếng bún cuối cùng, cầm luôn cả miếng đậu rồi. Không biết là đun chè sẽ như thế nào đây, còn Tiến thì chắc là mình sẽ gọi là không tính tiền đến nhà con nhà, bởi vì Tiến còn rất là nhiều này. Bây giờ chỉ có Mạnh và đôn chè là đang kiểu cạnh tranh nhau ấy. Bây giờ đôn chè chỉ nhai hết ở trong miệng phát, là nhét một phát là chắc là hết luôn ở trong miệng và trên đĩa luôn các bạn ạ. Đó, ui giời. Nào, đây đôn chè đã bắt đầu chấm miếng bún để chuẩn bị. Rồi, đôn chè kiểu cho hết vào miệng rồi này con này, chuẩn bị này. Mạnh đang cố gắng nhưng mà mình nghĩ là do no hoặc là căng ấy con ạ. Đôn chè miếng bún cuối cùng và đôn chè còn hai miếng đậu, hai miếng đậu và một miếng rồi sụn nữa các bạn ạ. Đây nha, mình sẽ để cho anh em xem. Đó, Mạnh cầm lốt rồi. Không biết là như nào đây, là bây giờ đến cái phần gọi là cực kỳ tăng tốc này. Nào anh em tăng tốc nào. Mỗi anh em chỉ còn khoảng độ một miếng nữa thôi con ạ. Luôn luôn. Nào để xem anh em nào chiến thắng nào.
Đúng luôn. Ai xong đó há mồm luôn. Xong phát há mồm luôn nhá. Húp mắm tôm em. Dễ chui. Đó các bạn ạ, hai anh em rất là gây cấn, Đôn Chè và Mạnh nha các bạn nhá. Ừ. Mình thấy Đôn Chè vạch cả bụng đây rồi. Nào anh em nhanh nhau. Tốc độ để há mồm. À, hết rồi. Vậy là mọi người cũng đã có thể thấy là hôm nay Đôn Chè lại tiếp tục lại giành phần thắng nha các bạn nhá. Mặc dù vừa nãy là mình thấy gọi là có hơi một chút gọi là định đi tiêu phun các bạn ạ. Rất may cho Đôn Chè là quái là không cố để đi tiêu phun nha các bạn nhá. Nào hôm nay Mạnh ý là hôm nay lại tiếp tục một lần nữa lại hơi đen đúng không? Hơi nhỏ. Lại để cho Đôn Chè bứt tóc các bạn ạ. Rõ ràng là mình là người chuẩn bị hết trước nhưng mà lại để Đôn Chè bứt tóc và để Đôn Chè giành chiến thắng. Thì hôm nay thì mấy anh em nhận cái thử thách thi ăn bún đậu mắm tôm này thì khi mà ăn hết một cái đĩa như này thì anh em thấy như nào? Rồi rồi, ba suất bún. Ở cái Đôn Chè là cái lúc mà suýt chớ ra thì thấy như nào? Cái cảm giác nó trào tận cổ rồi nhưng mà thế vẫn rồi. Kiểu kìm mình kìm hãm được cái trong cơ thể mình kìm hãm được, nó không bị tuôn ra nữa. Đó các bạn ạ, đây nha các bạn nha. Như mọi người thấy ấy, đó chính là Mạnh thì chuẩn bị hết trước nhưng mà cuối cùng vẫn không nuốt được hết trước Đôn Chè nha. Đôn Chè chỉ còn vài giây sau Đôn Chè đã cố gắng và nuốt hết. Còn Tiến thì mình đã nói rồi, gọi là Tiến thì không tính tiền nha các bạn nhá. Đó đây còn lại phần của Tiến này. Tiến hôm nay ăn mềm mà sao thấy chậm thế em? Không mồm cũng nhai mà nó mặc đồ đầy mồm nó nhai ngay không? Đó các bạn ạ, hôm nay đã có người giành chiến thắng rồi. Thì mình sẽ trao thưởng cho Đôn Chè nha các bạn nhá. Hôm nay thực sự là một cuộc thi mình nghĩ là rất là xanh chín. Đến khi mà mình cứ nghĩ là Mạnh chuẩn bị thắng rồi mà lại để cho Đôn Chè bứt tóc, Đôn Chè chiến thắng nha các bạn nhá. Và đây là phần thưởng của Đôn Chè này các bạn này. Nào Đôn Chè cảm nghĩ như nào nào? Các bạn ạ, cảm nghĩ mình thắng liên tục rồi, mình kiểu như là bất bại luôn. Bất bại các bạn ạ, bất bại trong những cái cuộc thử thách và thi ăn nha các bạn nha. Đó thì hôm nay đã có người chiến thắng với cuộc thử thách thi ăn bún đậu mắm tôm này rồi. Thì chắc là mình cũng xin phép là dừng clip này luôn ở đây. Nên là anh em nào có xem được clip này ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.